đấy, mới mua cục này rồi đang mở ra kiểm tra đây. Đấy, có một cục này đang kiểm tra cái này điện kế của nó, thấp thấp xuống chút này mới thấy được. Xịt như này mọi người thấy được chết chưa rồi đó, còn sống là đồng hồ báo lên ha. Cái này là được 4 cục nó đây anh em. Đấy, nghe kim trở lên 10k xuống 100A coi lên lào 1k lên cũng không nổi, người nhân tới 1k là 10k nó lên nổi mà 1k là không nổi, lên tới số 10 tới 1k nó tới chỗ này thôi sao. Được, hàng rất tốt nha anh em.